Hàng năm cứ vào ngày 20, 21, 22 tháng 2 âm lịch, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về dinh Sơn Trung để dự lễ giỗ của Đức Cố Quản Cơ Trần Văn Thành. Đến đây ngoài việc dự lễ giỗ và tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc Trần Văn Thành, thì du khách còn có thể tham quan một số địa điểm xung quanh như là di tích Lò Rèn Bảy Thưa, đền thờ của bà Cố Nguyễn Thị Thạnh là vợ của Đức Cố Quản Trần Văn Thành và đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương mới vừa được xây dựng xong thời gian gần đây. Cũng giống như nhiều sự kiện lễ hội khác trong tỉnh An Giang, du khách đến dinh Sơn Trung vào dịp này sẽ được miễn phí nhiều vô số, từ đồ ăn, thức uống, cà phê, đến thuốc men, chỗ ngủ, v.v. Bây giờ mà các bạn theo chân mình đến với dinh Sơn Trung để tham dự lễ giỗ Đức Cố Quản Trần Văn Thành và tìm hiểu thêm những thông tin xung quanh khu di tích lịch sử Đồn Bảy Thưa này. Sáng sớm ngày 20 thì người dân đã đổ về rất đông rồi. Tối ngày 20 và nguyên ngày 21 là đông nhất. Chở nước suối vô phát miễn phí. Bây giờ thì mời các bạn cùng đi đến các trại cơm và khu vực phát đồ ăn thức uống miễn phí cho bà con mình. Chỗ này phát sữa đậu nành miễn phí. Cấp thuốc miễn phí. Còn đây là khu vực của tổ từ thiện đến từ Phú Tân sang để nấu cơm, cháo, bún phục vụ miễn phí cho bà con. Ở đây có nhiều trại cơm miễn phí lắm. Đây là một trong những trại cơm miễn phí đó.
Đây là khu vực bếp. Rau củ chuẩn bị phục vụ cho 3 ngày lễ. Qua bên đây còn nữa. Đây là một món bánh xèo miễn phí. Một người đổ cùng lúc 10 chảo. Khách đi dự lễ đức cố có thể ngủ lại tại đây luôn. Có tới mấy khu như vậy lận. Trước khi đi tham quan các khu vực xung quanh thì mời các bạn cùng nghe ông Nguyễn Công Minh là thành viên trong ban tổ chức sẽ giới thiệu đôi nét về sự kiện này. Tôi là Nguyễn Công Minh, người ở ấp Nhân Hiệp, xã Nhân Mỹ, chợ Mới An Giang. Ở đây tôi cũng trở về đây là trực tiếp trong cái về trong ban tổ chức. Tôi cũng là làm trong ban cố vấn của ban tổ chức. Và đồng thời tôi còn là tổ chức của trại con số 3 tiếp đãi hàng niên cho những ngày lễ lớn. Và đồng thời trở về đây để phục vụ của một cái ngày lễ lớn của Đức Cố là tại Dương Sơn Trung, đồng bởi thưa này. Tôi sẽ trình qua những cái chi tiết một số vấn đề của cái ngày lễ của Đức Cố Quảng và lịch sử gọn để mà nói lên để cho một cái số là anh em rộng lớn biết. Hôm nay là ngày lễ của Đức Cố Quảng là Trần Nhân Thành khởi nghĩa vào trong cái độ của cái Lăng Linh này, nó thuộc của tỉnh An Giang đó. Thì ngày xưa ông đã từng đứng lên khởi nghĩa chống Pháp, và sau khi Pháp đem hết cái lực lượng tấn công tại cái đồn Bãi Thưa này, thì về lực lượng của quân đội bên là quân gia nghị của Đức Cố là một số ít, còn lực lượng của Pháp và những người theo Pháp thì họ quá đông. Vì thế cho nên trong cái vấn đề là chiến trận đó trước cái đồn Bãi Thưa này, xưa kia xanh quanh là bùng không, và chỉ có một cái điểm tựa nếu đi dưới cái rễ cây Bãi Thưa thì nó khỏi lúng vô tới lúng tới cổ đó, chứ không phải lúng tới dế đâu. Nó như là bùn cháo gì thôi. Cuộc chiến trận này ác liệt, và đồng thời là khi mà ác chiến rồi thì lực lượng của quân đội gia nghị đều bị tiêu diệt. Trong khi đó
thì Đức Cố quản vắng bóng, vắng bóng. Thì cái cách là nói là có sự viết rằng ông cởi con ngựa đất để vượt ra khỏi cái vấn đề trận chiến. Cái thứ hai thì cái xác định của lịch sử nói rằng ông sẽ trong cái lúc rối loạn quá thế đông như vậy, xảy ra như vậy thì lửa khói nó quá nhiều, thần tử ra ông rất dạng trong cái giờ đó, không biết ông đi đâu. Từ đó tới nay thì tất cả bên cái là Vũ Sơn Người Hương, Vũ Sơn Người Hương là phái bộ tu học của Đức Phật Thầy Tây An Đồng Minh Quyên. Thì hôm nay hàng năm tới ngày 21-22 tháng 2 là cái ngày lịch sử mà Đồn Bãi Thưa đã bị mất. Hôm nay anh em đồng đạo, đồng bào chúng ta trước là cái vấn đề mà đại diện cho cái vấn đề là làm lễ lớn này, thì anh em hòa hảo chúng tôi, anh em hòa hảo chúng tôi đứng ra tổ chức, bởi vì bên Bửu Sơn Kỳ Hương với hòa hảo vẫn là một không hai. Đó, vì thế mà những ngày lễ này hôm nay rất là đông. Những cái năm trước đây thì chỗ này là không được xây dựng được tốt đẹp. Sau khi đất nước được thống nhất Bắc Nam chung một nhà thì nhờ cái ân huệ của là bên Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương là Bác Hồ Chí Minh, hôm nay trong những ngày lễ lớn ban tổ chức chúng tôi không quên cái ơn lớn lao của những anh hùng liệt sĩ đã xả thân đời mình để cứu nước thống nhất sơn hà. Thì hôm nay những ngày lớn của Đức Cố được mở rộng ra, nó có thể tương đương khoảng 4 km, tức là 40 công đất người ta đặt cọc ở trên đó hàng niên. Thì cuộc lễ này rất là lớn, anh em tất cả các nơi hòa hảo chúng tôi dồn về lo đủ phương diện, về vật chất, về tinh thần, về là ăn uống đều là miễn phí, miễn phí tất cả, miễn phí tất cả. Mà bao nhiêu trở về đây đông đủ bao nhiêu thì quả chúng tôi cũng đủ sức, đủ khả năng để làm cái nhiệm vụ là tiếp đãi thâm tình và vô cùng là kính mến với những cái ngày lễ lớn của Đức Cố Quản. Xung quanh chính giữa thì Dinh Sơn Trung, nó gồm 4 nóc. Rồi sau khi chú Năm Ly chú trở về đây, chú phục vụ đắp dựng cái hầm xung quanh, rồi là xây dựng rộng lớn. Thì tôi có hỏi ra tính ra bao nhiêu, thì năm 2019 thì lúc đó gia còn sống, tôi hỏi vậy cho phí bao nhiêu chú Nam, thì ông nói 13 tỷ rưỡi, nhưng mà vẫn còn tiếp tục làm. Thì cái ông mất đi. Thì những anh em mà dưới tay ông đó, trong cái đoàn đó, bây giờ ta cũng tiếp tục làm thêm hoài. Còn những ngày lễ lớn này thì nào là ở các nơi, nói gì vậy, cho nước ngoài ta cũng có tiếp vô nữa, nước ngoài ta cũng có tiếp vô nữa. Là bởi vì ông đã vì nước, vì dân, vì đạo pháp. Nếu nói tới đạo pháp thì ông là một đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An Đồng Minh Quyên. Và đồng thời cuộc kháng chiến này thì Đức Phật Thầy nói cho rằng đây là một cái quả của Việt Nam chúng ta phải chịu thôi, không có cách nào làm được. Thôi ông định ở đi, thời gian sau này cái thời nó tới đàn bà quánh pháp nó cũng chạy nữa. Thì rõ ràng tới cái thời kỳ là Đảng Cộng sản Việt Nam, là Mặt trận Giải phóng miền Nam, thì có bà Định với bà Bình, hai bà này đánh nảy bằng miệng thắng lợi hoàn toàn, đem lại tới độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì là kết quả đất nước từ Bắc chí Nam thống nhất, đó là cái ơn hết sức lớn. Thì ở đây tôi chỉ nói vậy thôi, kết thúc. Con rồng giúp giúp được. Tới đây thì mình gặp được bạn Thanh là bên dịch vụ cổng cưới Rồng Phượng An Giang.
mỗi năm bạn làm rồng để dâng lên cho Đức Cố Quảng. Vâng, xin chào tất cả mọi người trên kênh Lang Thang An Giang. Tôi tên là Nguyễn Hoài Thanh, có làm dịch vụ cổng cưới Rồng Phượng An Giang. Đó. Và hôm nay là cũng hàng lễ hàng năm là nhân ngày 19, 20, 21, 22 của lễ dỗ Đức Cố Quảng cơ Trần Văn Thành. Và anh em trong đội cũng có làm một số hoa và có làm lễ hàng năm là làm những tác phẩm nghệ thuật như là rồng để dân cúng ông trong lễ dỗ hàng năm. Và cũng có sự chuẩn bị một con quỳnh long nhân ngày lễ của ông và toàn thể những hoa tươi trong đình đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng đi tham quan một số khu vực khác ở trong dinh Đức Cố Quảng. Di tích lò rèn bảy xưa. Tái hiện lại hình ảnh di tích lò rèn bảy xưa khi xưa. Bên đây là đền thờ của bà Nguyễn Thị Thạnh, là vợ của Đức Cố Quảng. Khu vực bên này mới xây dựng xong cái tháp Vua Hùng, khánh thành vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngay lễ giỗ Tổ Hùng Vương luôn. Đây là địa điểm mà được nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh check-in. Mình có thể leo lên trên tháp luôn. Tháp 7 tầng. Đây là cổng đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Khánh thành vào mùng 10 tháng 3 âm lịch.